Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ 5 ngày 16 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chương trình hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Bố Trạch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp thảo luận biện pháp chống dịch trong tình hình mới. Mỹ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Sáng nay ngày 16 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Bố Trạch về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bố Trạch là địa phương có số ca dương tính với SARS-CoV-2 nhiều nhất tỉnh. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên, từ ngày 24 tháng 8 đến 6 giờ ngày 16 tháng 9, toàn huyện Bố Trạch có 778 bệnh nhân. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Bố Trạch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt phù hợp với tình hình của từng địa bàn. Trong đó trọng tâm là hai giải pháp cơ bản gồm chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội và test nhanh, test RT-PCR để khẳng định vùng dịch, khoanh vùng dập dịch. Trong quá trình phòng chống dịch, Bố Trạch đã thực hiện tốt cả giải pháp về an sinh xã hội để người dân yên tâm phục vụ cách ly, hỗ trợ nhân dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản, làm tốt công tác cách ly tập trung. Đối với tàu cá của ngư dân xã Đức Trạch, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và bà con ngư dân để triển khai các phương án bảo vệ tài sản cho bà con, đồng thời bảo đảm các quy định về phòng chống dịch. Sau 3 tuần quyết liệt chống dịch, huyện Bố Trạch đã tiến hành đánh giá lại tình hình phòng chống dịch để chuyển trạng thái mới và áp dụng cả mức độ phòng chống dịch COVID-19 theo từng vùng trên địa bàn huyện. Theo đó, đến chiều ngày 15 tháng 9, toàn huyện chỉ có 4 xã thuộc vùng nguy cơ rất cao, vùng đỏ là Thanh Trạch, Hải Phú, Đức Trạch, Nhân Trạch. Các địa bàn còn lại đã được chuyển trạng thái và áp dụng chỉ thị 15 và 19. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tuần, thành phố Đồng Hới thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, chiều ngày 15 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã họp triển khai công tác phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chủ trì hội nghị. Theo đó, từ 19 giờ ngày 15 tháng 9, thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 trong thời gian 7 ngày tiếp theo đối với toàn bộ 4 xã phường Bảo Ninh, Hải Thành, Bắc Lý, Đồng Phú và một số thôn, tổ dân phố thuộc các xã phường còn cả ca F0 đang phong tỏa. Các đơn vị xã, phường, thôn, tổ dân phố còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Các địa bàn thực hiện chỉ thị 15 sẽ được áp dụng theo mức độ nâng cao, chỉ cho phép mở cửa hoạt động đối với những cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Các chợ được mở cửa nhưng phải tổ chức lại, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch phù hợp với từng địa phương. Hoạt động xây dựng chỉ ưu tiên đối với những công trình cấp bách có nguồn vốn của Trung ương và phải đảm bảo 3 tại chỗ. Hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết, khuyến khích các địa phương tiếp tục áp dụng phương thức đi chợ hộ nếu người dân có nhu cầu. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Phong, Bí thư Thành ủy yêu cầu, trên cơ sở rút kinh nghiệm trong thời gian 3 tuần áp dụng chỉ thị 16 trên toàn địa bàn, lãnh đạo cả xã phường cần chủ động các phương án phòng chống dịch phù hợp. Trong đó tập trung cao cho việc sàng lọc bóc tách các F0 trong cộng đồng, đảm bảo an toàn trong việc lấy mẫu test COVID, chăm lo công tác an sinh xã hội, tăng cường quản lý hoạt động tại các chợ. Để mình tuần tra kiểm soát nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch, trước mắt là cần phải cơ cấu lại cả chốt trực, rà soát những khó khăn vướng mắc sau khi chuyển đổi sang trạng thái phòng chống dịch mới, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở để mình tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong phòng chống dịch. Quá trình thực hiện, các xã phường cần phải có phản hồi thường xuyên đối với Ban chỉ đạo thành phố để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn mới. Chiều qua ngày 15 tháng 9, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch. Vì vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, khoanh vùng, nhiều ngày liên tiếp trên địa bàn không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng. Cả hệ thống chính trị huyện Quảng Ninh đang tập trung phòng chống dịch COVID-19. Các lực lượng chức năng trên tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cấp bách để khoanh vùng dập dịch nhằm bảo vệ sức khỏe, đưa lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số điểm như khu cách ly tập trung phòng khám Nam Long, chỗ kiểm soát dịch bệnh Dinh 10, xã Sa Ninh và trung tâm y tế huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Tân đã ghi nhận và chia sẻ khó khăn với các lực lượng tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong công việc, đảm bảo khống chế, không để dịch bệnh lây lan, tiếp tục duy trì tốt để bảo vệ được vùng xanh. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng quà động viên cả lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế huyện, khu cách ly tập trung phòng khám Nam Long và chốt kiểm soát Dinh 10 xã Sa Ninh. Từ 6 giờ ngày 15 tháng 9 đến 6 giờ ngày 16 tháng 9, CDC Quảng Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã tiến hành xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR cho 56.225 mẫu, trong đó phát hiện 47 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ trở đến nay trên địa bàn tỉnh là 1.377 ca. Cả ca mắc mới đều được ghi nhận tại cả khu cách ly và khu vực phong tỏa, trong đó thành phố Đồng Hới 3 ca, thuộc cả phường Bắc Lý, Phủ Hải, huyện Bố Trạch 12 ca ở xã Nhân Trạch, 28 ca ở cả khu cách ly ở thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch, 4 ca nhập cảnh. Trong 24 giờ qua, có 94 bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 9, Quảng Bình đã có 435 bệnh nhân đã được xuất viện, còn 941 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Một bệnh nhân tử vong sau khi nhiễm COVID-19. Toàn tỉnh hiện có 7.929 trường hợp F1, 18.629 trường hợp F2. Đến nay đã có 102.205 người đã được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đó 47.162 người đã được tiêm đủ 2 mũi. Kể từ khi có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, huyện Lê Thủy đã chỉ đạo các ban ngành tại địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Với phương châm chống dịch như chống giặc, Ủy ban Nhân dân huyện phân công các lực lượng như công an, quân sự, đoàn thanh niên và các cơ quan đoàn thể trực chiến 24/24 giờ tại các chốt để quản lý người và phương tiện ra vào địa bàn, chuẩn bị các phương án an sinh cho người dân. Bên cạnh đó, chính quyền cả cấp đã tổ chức tuyên truyền cho người dân tích cực các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, khai báo y tế trung thực, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện truy vết thần tốc, truy vết cả trường hợp liên quan đến cả ca nhiễm F0, F1 trên địa bàn, đồng thời quản lý các đối tượng theo đúng quy định của cả chỉ thị 16-15 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, chính quyền cả cấp cả tổ chức xã hội như Hội Chữ Thập Đỏ, Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên kêu gọi các mạnh thường quân tích cực hỗ trợ cho cả vùng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và cả chốt kiểm dịch. Do vậy, đến nay công tác dập dịch COVID-19 trên địa bàn huyện có xu hướng tiến triển để dần tiến đến vùng xanh. Đến nay, các thôn như thôn Thạch Bàn, xã An Thủy, thôn 1 Thanh Tân, xã Thanh Thủy, thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy và xã Ngư Thủy Bắc, sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ chỉ thị 16 của Thủ tướng đã quay trở lại chỉ thị 15 TTG. Hôm qua ngày 15 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã đến thăm tặng quà 8 hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn ở xã Đức Ninh bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Mặt trận thành phố Đồng Hới đã thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với cả hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn, công nhân lao động ở các địa phương khác đang thuê trọ trên địa bàn xã bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, trao hỗ trợ mỗi trường hợp 300.000 đồng. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã ủy quyền cho Ủy ban Mặt trận cả xã phường tiếp tục đến thăm hỏi tặng quà cho 300 gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn, yếu thế và lao động khó khăn trong và ngoài tỉnh đang ở trọ trên địa bàn thành phố Đồng Hới với tổng số tiền trên 90 triệu đồng. Kinh phí trao quà được trích từ nguồn quỹ ủng hộ phòng chống COVID-19 của thành phố. Sự hỗ trợ kịp thời này góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 để dần ổn định cuộc sống trong điều kiện mới. Để kịp thời thu hoạch lúa trước mùa mưa bão, hơn 20 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Giàng, bộ đội biên phòng Quảng Bình đã xuống đồng hỗ trợ bà con đồng bào thiểu số người Rục thu hoạch lúa vụ hè thu 2021. Với năng suất 4,58 ha, vụ hè thu năm nay đã mang lại nhiều niềm vui phấn khởi cho bà con đồng bào Rục và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Giàng. Đây là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi, ngày đêm bám đồng ruộng của bộ đội và bà con dân bản. Với tinh thần khẩn trương, bà con đồng bào Rục và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Giàng quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong bối cảnh nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Bình đang áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc trao tiền hỗ trợ gặp không ít khó khăn. Để đảm bảo tiền hỗ trợ đến tay người dân kịp thời, nhiều địa phương đã có cách làm linh hoạt, ghi nhận tại thành phố Đồng Hới trong thực hiện hỗ trợ cho lao động tự do. Xã Đức Ninh là một trong số những địa bàn của thành phố Đồng Hới có số ca mắc COVID-19 chiếm tỷ lệ thấp nhất hiện nay. Tuy nhiên, không vì thế mà địa phương chủ quan trong công tác trao tiền hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, còn gọi là lao động tự do, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Toàn xã Đức Ninh có 397 lao động tự do được phê duyệt hỗ trợ với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Để người lao động khó khăn sớm nhận hỗ trợ theo đúng tinh thần của nghị quyết 68, địa phương đã thành lập tổ công tác, phân công về tận cả thôn để trao tiền đến tận tay người lao động. Trong quá trình trao nhận, cán bộ xã và người được nhận hỗ trợ luôn tuân thủ nghiêm cả quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đợt trước thì em làm việc ở Lusapa và sau từ khi dịch thì em bị mất việc và nhờ xã hướng dẫn thì em được làm cái hỗ trợ của lao động tự do và hôm nay nhận được tiền thì em rất là vui. Vợ chồng anh Phạm Quốc Thắng ở thôn Diêm Sơn, xã Đức Ninh cũng là hai trong số những lao động tự do vừa được nhận hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng. Giữa lúc đang chật vật trong những ngày thành phố thực hiện cách ly xã hội thì đây là nguồn hỗ trợ rất kịp thời và có ý nghĩa với vợ chồng anh. Bản thân tôi thì cảm thấy cái chính sách này được nhà nước quan tâm, rất cảm ơn. Vì trong cái thời gian mà giãn cách xã hội thì hai vợ chồng chẳng có thu nhập gì cả, thì được chính quyền quan tâm, hôm nay là hai vợ chồng được nhận tiền chính sách hỗ trợ. Thì trên địa bàn rà soát là có tất cả là 18 nhân khẩu được hưởng theo chế độ hỗ trợ, và hiện nay thì đã phối hợp với cán bộ thông tin văn hóa xã để tiếp tục thực hiện là chi trả đến tại từng hộ gia đình. Việc chi trả tại nhà này là cũng rất là đảm bảo an toàn về cái tính là ta phòng dịch cao, đồng thời là tạo niềm tin cho trong cái cụm dân cư là có sự chứng kiến của không những người được nhận mà cả hộ gia đình đó họ cũng xác định đúng, để tránh những trường hợp là khi ký nhận mà không được nhận tiền hỗ trợ. Khác về xã Đức Ninh, tại phường Đồng Hải, địa bàn trung tâm của thành phố Đồng Hới, thì việc trao tiền hỗ trợ cho lao động tự do được diễn ra ở nhà văn hóa cả tổ dân phố. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, chính quyền phường đã cắt cử cán bộ đảm nhận từng công đoàn, hướng dẫn người lao động trình tự các bước, tuân thủ nghiêm quy định 5K khi đến nhận tiền hỗ trợ. Nhà em bán con ăn nghỉ bán từ lúc bắt đầu có chỉ thị giãn cách tới bây giờ. Cảm ơn chính quyền là hỗ trợ kịp thời bà con lúc khó khăn. Khắc phục những khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, từ ngày 14 tháng 9, các xã phường trên địa bàn thành phố đã tiến hành trao tiền hỗ trợ cho lao động tự do. Theo thông tin từ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, toàn thành phố có 10.362 lao động tự do đủ điều kiện được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Trong đó, nhóm đối tượng làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chiếm số lượng cao nhất với trên 5.800 lao động. Việc linh hoạt trong chi và trao hỗ trợ của các địa phương không chỉ giúp những người lao động có thêm nguồn lực vật chất mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần, tạo động lực để mọi người chung sức phòng chống dịch COVID-19. Qua đó thể hiện tính thiết thực, nhân văn và kịp thời mà nghị quyết 68 của Chính phủ mang lại. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Hiện thị xã Ba Đồn đang bước vào mùa mưa bão. Để chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án phòng chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Để ứng phó với thiên tai, các địa phương có hồ chứa ở thị xã gồm các xã phường Quảng Long, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Tiên đã triển khai phương án ứng phó. Trước mùa mưa bão, thị xã đã kiểm tra các hồ đập, các điểm trồng yếu có nguy cơ sạt lở, ngập úng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình kênh mương, hồ chứa thủy lợi, cả tuyến đường giao thông, những khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở bằng cả giải pháp như nạo vét, khơi thông dòng chảy, tránh tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng đến công trình. Hiện thị xã đang bước vào mùa mưa bão, do đó Ủy ban Nhân dân thị xã đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị ngành chức năng tổ chức lực lượng theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của thiên tai, cập nhật tình hình thời tiết thiên tai, thông tin kịp thời để địa phương, cơ quan, đơn vị và người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai có biện pháp chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời có hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn như quân đội, công an trên địa bàn thị xã cũng đã sẵn sàng lực lượng xung kích, đảm bảo việc huy động lực lượng phương tiện tham gia thực hiện việc cứu hộ cứu nạn, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai khẩn cấp xảy ra trên địa bàn, đảm bảo tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm cho nước sông Danh dâng cao, chảy xiết và gây ra tình trạng sạt lở đất dọc bờ sông đoạn qua thôn Chợ Quầy, xã Tuyên Hóa, huyện Tuyên Hóa. Bờ sông Danh đoạn qua thôn Chợ Quầy bị sạt lở với chiều dài 55 m, sâu 7 m và chỉ còn cách nhà dân khoảng 3 m. Một số bụi tre được người dân trồng dọc bờ sông cũng bị vùi lấp. Hiện nay, chính quyền xã Tuyên Hóa đang triển khai phương án di dời 5 hộ dân với 36 nhân khẩu của thôn Chợ Quầy ra khỏi vùng sạt lở. Về lâu dài, địa phương sẽ kiến nghị lên cả cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng tuyến kè đoạn qua địa bàn thôn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước những tác động của thiên tai. Công an xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trong mùa dịch. Vào lúc 14h30 ngày 15 tháng 9, Công an xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch nhận được tin báo của ông Trần Văn Long ở thôn 6, xã Trung Trạch về việc có 2 đối tượng đột nhập gara ô tô của ông lấy trộm 2 la xăng xe ô tô. Công an xã Trung Trạch đã nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn cả ngã đường và tiến hành truy bắt. Đến 15 giờ cùng ngày đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Đô, sinh năm 1998, trú tại tổ dân phố Phong Nha, thị trấn Phong Nha, cùng toàn bộ tang vật, riêng đối tượng còn lại đã nhanh chân bỏ trốn. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Đô khai nhận ngày 15 tháng 9, đối tượng đi cai nghiện ma túy bằng thuốc methadone tại một cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh thì gặp một đối tượng có tên thường gọi là Cu Chó ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch cùng đi cai nghiện. Sau đó cả hai đã rủ nhau cùng thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện Công an xã Trung Trạch đang phối hợp với Công an huyện Bố Trạch và Công an cả xã thị trấn khẩn trương truy bắt đối tượng còn lại và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.